Dòng máu Lạc Hồng xin chào các bạn. Như các bạn đã biết, từ năm 1972 đến nay, chưa có đối thủ nào có thể hạ gục máy bay B-52 của Mỹ. Bầu trời Hà Nội, bầu trời miền Bắc, Việt Nam là nơi duy nhất khiến pháo đài B-52 bị chôn xác thảm bại. Tiếng vang và thanh thế là vậy, nhưng ít bạn biết vốn liếng đầu tiên không quân Việt Nam chỉ từ hai chiếc máy bay dân dụng De Havilland Tiger Moose và chiếc Morant Saulnier MS-343 thuộc sở hữu riêng của Cố vấn Vĩnh Thụy tặng cho Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1945. Cũng vì điều kỳ lạ đó mà đến tận hôm nay, ngoài việc quan tâm không quân Việt Nam sở hữu những chiến đấu cơ nào, thì câu chuyện liên quan tới quá trình xây dựng và tổ chức hệ thống của không quân Việt Nam cũng là câu chuyện khiến thế giới tò mò. Vậy quá trình xây dựng cũng như cơ cấu tổ chức của quân chủng không quân với các sư đoàn, trung đoàn có gì đặc biệt? Nếu bạn tò mò về chủ đề này thì đừng bỏ lỡ phần tiếp theo của video. Hiện nay, Không quân Nhân dân Việt Nam được trang bị nhiều loại máy bay thế hệ mới hiện đại nhằm phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Theo đó, hầu hết các sư đoàn đều đã được trang bị Su-30 MK2, một trong 5 loại tiềm kích uy lực nhất của khu vực Đông Nam Á. Nhiều tạp chí và trang web quân sự nổi tiếng thế giới đánh giá cao về sức mạnh tiềm năng của quân đội Việt Nam, với trọng điểm là không quân và hải quân. Tuy nhiên, trở lại hơn 70 năm trước, vào ngày 3 tháng 3 năm 1955, ngày sau này được chọn là ngày thành lập Không quân Việt Nam. Ban nghiên cứu sân bay đã ra đời với lực lượng về quân số và vũ khí chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm 1956, Việt Nam tiếp nhận 5 máy bay đầu tiên do Trung Quốc viện trợ. Tháng 2 năm 1956, hai đoàn học viên lái máy bay gồm đoàn học máy bay tiêm kích MiG-17 và đoàn học máy bay ném bom Tu-2 lên đường sang học trường không quân số 2 ở Trường Xuân, Trung Quốc. Tháng 1 năm 1959, Bộ Quốc phòng ban hành quyết định số 319 QĐ thành lập Cục Không quân thuộc Bộ Tổng tham mưu. Ngay sau khi thành lập, Cục Không quân đã ra quyết định thành lập đại đội bay gồm ban chỉ huy đại đội, 3 chủ nhiệm dẫn đường, thông tin và máy, 1 trung đội bay 214, 1 trung đội bay Ly 2, 1 trung đội bay AN-2 và 1 trung đội máy gồm tất cả nhân viên kỹ thuật trên không và mặt đất của các loại máy bay. 8 ngày sau đó, Trung đoàn Không quân Vận tải đầu tiên, Trung đoàn 919 được thành lập tại sân bay Gia Lâm. Đến ngày 20 tháng 8, Trung đoàn Huấn luyện Không quân 910 cũng được thành lập. Năm 1963, Trung đoàn Không quân Tiêm kích 921, mật danh là Đoàn Sao Đỏ, được thành lập tại Cao nguyên Vân Quý trên cơ sở Đoàn Học viên Tiêm kích MiG-17. Đến tháng 10 năm 1963, Cục Không quân sáp nhập với Bộ Tư lệnh Phòng không thành Quân chủng Phòng không Không quân. Mặc dù vậy, trên thực tế, lực lượng Không quân Việt Nam khi đó chỉ có một Trung đoàn Vận tải 919 và Trung đoàn 910 là trường huấn luyện. Sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam xây dựng lực lượng Không quân theo mô hình của Liên Xô. Cụ thể, trong thời gian từ tháng 5 năm 1977 đến tháng 3 năm 1999, Quân chủng Phòng không Không quân tách ra thành hai quân chủng phòng không và không quân riêng biệt. Tuy nhiên, việc chia tách này bộc lộ những điểm không phù hợp. Vì Liên Xô là một quốc gia vốn có lãnh thổ rộng lớn và tiềm lực quân sự mạnh, còn Việt Nam vốn có lãnh thổ nhỏ hẹp và tiềm lực quân sự còn nhỏ. Chính vì vậy, sau khi Liên Xô tan rã, mô hình hai quân chủng cũng không còn phù hợp. Từ tháng 3 năm 1999, hai quân chủng lại được sáp nhập trở về quân chủng phòng không không quân như trước tháng 5 năm 1977. Đến nay, về tổ chức, không quân Việt Nam cao nhất là Bộ Tư lệnh Quân chủng phòng không không quân, dưới là các sư đoàn không quân phụ trách theo địa bàn không phận. Biên chế cơ sở tác chiến là các trung đoàn. Trong mỗi trung đoàn gồm có các đơn vị hỗ trợ với biên chế tiểu đoàn hậu cần, tiểu đoàn kỹ thuật và các nhóm phi công chiến đấu với biên chế phi đội. Khi tác chiến phối hợp trên không, các phi công thường triển khai đội hình biên đội tùy theo nhu cầu tác chiến, phổ biến nhất là biên đội 2 máy bay, trong trường hợp đặc biệt là 3 hoặc 4 máy bay. Trường hợp hiếm này đã được chúng ta chứng kiến tại bầu trời Hà Nội khi triển lãm Vietnam Defense 2022 được tổ chức tại sân bay Gia Lâm cuối năm 2022 vừa qua. Quân chủng được trang bị các loại máy bay Su-30 MK2, Su-27, Su-22, máy bay vận tải tầm trung C-295, máy bay chiến đấu tiêm kích hạng nhẹ MiG-29, tổ hợp tên lửa tầm xa S-300 PMU-1, tên lửa Spider, radar tầm xa 36D6M12, pháo cao xạ các loại. Điều quan tâm hơn cả là cơ chế tổ chức và vận hành của các sư đoàn và trung đoàn, xương sống của Không quân Việt Nam được Việt Nam xây dựng như thế nào,
Dưới đây là những điều chúng ta được biết và có cả những điều chưa thể hé lộ. Trực thuộc quân chủng là Sư đoàn Không quân, Sư đoàn Phòng không và một số đơn vị trực thuộc là các đơn vị chiến đấu chủ yếu. Nhiệm vụ của Sư đoàn là lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ vùng trời, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm quốc gia, bảo vệ nhân dân, bảo vệ các vùng biển đảo của Tổ quốc, tham mưu cho Bộ Quốc phòng, chỉ đạo xây dựng lực lượng phòng không lục quân và không quân thuộc các quân chủng, binh chủng khác nhau. Các sư đoàn gồm Sư đoàn Không quân hỗn hợp, Sư đoàn Không quân chuyên dụng. Tuy nhiên, về cơ bản, Việt Nam xây dựng sư đoàn hỗn hợp để có thể tham gia và thực hiện nhiều nhiệm vụ. Đúng phương hướng xây dựng quân đội Việt Nam tinh gọn và mạnh. Trong sư đoàn thường gồm 3 trung đoàn sẽ đóng trên 3 sân bay chính và quản lý 2 đến 3 sân bay dự bị. Các sư đoàn Không quân Việt Nam có thể kể tên như Sư đoàn Không quân 371, tức đoàn Không quân Thăng Long phụ trách vùng trời miền Bắc Việt Nam. Sư đoàn Không quân 372, tức đoàn Không quân Hải Vân phụ trách vùng trời không phận miền Trung và Tây Nguyên. Sư đoàn Không quân 370, tức đoàn Không quân Biên Hòa phụ trách không phận Nam Bộ. Sư đoàn Phòng không 377, đoàn Phòng không Khánh Hòa phụ trách khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Sư đoàn Phòng không 375 phụ trách khu vực Đà Nẵng và vùng Trung Trung Bộ. Sư đoàn Phòng không 367 phụ trách khu vực thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Sư đoàn Phòng không 365 phụ trách khu vực Đông Bắc Bộ. Sư đoàn Phòng không 363 phụ trách khu vực Hải Phòng và vùng đồng bằng sông Hồng. Sư đoàn Phòng không 361 hay còn gọi là đoàn Phòng không Hà Nội phụ trách không phận Hà Nội. Về lực lượng không quân vận tải, ngoài nhiệm vụ vận chuyển phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, còn tham gia các hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ thiên tai và phát triển kinh tế. Lực lượng không tổ chức theo dạng sư đoàn mà được tổ chức thành lữ đoàn 918, tức đoàn Hồng Hà, với nhiều máy bay cỡ vừa và nhỏ. Các sân bay của đơn vị hoạt động trên khắp sân bay của đất nước, còn căn cứ chính của lữ đoàn là ở sân bay Gia Lâm. Còn trung đoàn bay huấn luyện phi công trực thuộc Trường Sĩ quan Không quân Nha Trang. Quay trở lại với cơ cấu của sư đoàn chiến đấu, mỗi sư đoàn thường bao gồm 2 đến 3 trung đoàn không quân tiêm kích và 1 trung đoàn trực thăng. Mỗi trung đoàn sẽ đảm nhận 1 đến 2 hướng chiến lược trong phạm vi vùng trời do sư đoàn phụ trách. Ví dụ, sư đoàn Không quân 371, sư đoàn đầu tiên của Không quân Nhân dân Việt Nam. Sư đoàn được biên chế 4 trung đoàn không quân chiến đấu, bao gồm 1. Trung đoàn Không quân Sao đỏ 921 mang tiêm kích Su-22M4 đóng quân ở sân bay Yên Bái. 2. Trung đoàn Không quân 916, tức đoàn Ba Vì, đóng quân tại sân bay Hòa Lạc. 3. Trung đoàn Không quân Lam Sơn 927 trang bị Su-30MK2 đóng quân tại sân bay Kép, Bắc Giang. 4. Trung đoàn Không quân 923, tức đoàn Yên Thế, trang bị Su-30MK2 đóng quân tại sân bay Sa Vàng, Thanh Hóa. Sư đoàn trực tiếp quản lý 07 sân bay, Nội Bài, Gia Lâm, Kép, Hòa Lạc, Kiến An, Thọ Xuân, Vinh. Đội ngũ phi công tiêm kích MiG-17 và MiG-19 có 64 đồng chí và hơn 1.600 thợ máy các chuyên ngành. Sư đoàn Không quân 370 bao gồm các trung đoàn 917 hay còn gọi đoàn C-17 đóng quân tại đoàn Không quân Đồng Tháp, trung đoàn 935 đóng quân tại sân bay Biên Hòa, trung đoàn Không quân 937 đóng quân ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Sư đoàn này cũng trực tiếp quản lý các dòng từ MiG-17, Su-30MK2, Su-27, các dòng trực thăng. Dưới mỗi trung đoàn không quân thường biên chế 3 phi đội. Một phi đoàn có tổng số từ 12 đến 24 phi cơ, tùy thuộc vào loại phi cơ nào và không lực nào. Tổ chức biên chế phi đội không quân phụ thuộc vào từng giai đoạn nhất định. Có phi đội không quân gồm 2 đến 3 biên đội bay. Có phi đội không quân gồm 2 đến 3 biên đội bay và bộ phận đảm bảo. Phi đội không quân đầu tiên được thành lập vào năm 1963, trực thuộc Trung đoàn Không quân 921. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, phi đội quyết thắng với 5 máy bay A-37 thu được của địch đã tổ chức huấn luyện chuyển loại và tập kích vào sân bay Tân Sơn Nhất, phá hủy nhiều máy bay và phương tiện quân sự của địch, cắt đứt cầu hàng không, góp phần cùng các lực lượng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ngoài phi đội, trong trung đoàn sẽ còn các tổ chức khác. Tiểu đoàn đảm bảo kỹ thuật hàng không bao gồm 2 đại đội kỹ thuật hàng không làm nhiệm vụ phụ trách kỹ thuật, đảm bảo cho máy bay hoạt động trơn tru từ việc lo trên trời tới việc dưới đất. Ngoài ra còn có tiểu đoàn thông tin radar có nhiệm vụ đảm bảo thông tin cho hoạt động của trung đoàn, truyền đạt chỉ thị, tín hiệu chiến đấu, bảo vệ. Trong tiểu đoàn thông tin radar sẽ có các đại đội với nhiệm vụ khác nhau. Qua đó có thể thấy,
để đảm bảo cho một chuyến bay thực hiện nhiệm vụ, không chỉ có phi công mà còn nhiều nhiệm vụ khác. Cũng chính bởi vậy, một trung đoàn không quân có thể lên tới hàng nghìn nhân sự. Dù là cả nghìn nhân sự, nhưng trong tác chiến hiện đại, lực lượng không quân đóng vai trò quan trọng vô cùng. Thậm chí làm chủ bầu trời sẽ quyết định cục diện trên chiến trường. Cũng chính vì vậy, không quân là một trong những lực lượng đầu tiên được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại. Vì một Việt Nam toàn vẹn lãnh thổ, chúc cho không quân Việt Nam sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển quê hương. Video của chúng tôi cũng tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã yêu thích. Xin chào và hẹn gặp lại!